Vâng, xin chào bạn yêu đàn nhị. Ngày hôm nay thì mình lại xin chia sẻ một cái dòng sản phẩm mà một vị khách ở trong thành phố Hồ Chí Minh có đặt cho mình. Sau đây mình xin review cái sản phẩm này để cả nhà mình cùng xem, để cùng tham khảo và xem cho nó vui. Biết đâu lại có một người nào đấy cảm thấy cái sản phẩm này nó phù hợp với mình thì làm cây chơi cho nó vui vẻ, cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ. Cái đợt này về thì nó lại toàn là cái mẫu bao này thôi, chắc có thể là cái mốt của năm nay nó là cái bao này, hoặc là mốt trong trong một vài năm nó sẽ là cái mẫu này. Nên là trước đây thì nó toàn màu đen, còn bây giờ nó màu này. Mình thấy màu này nó cũng hay. Màu này được cái là ví dụ như kiểu là bạn nào mà đi bùn đất bắn lên thì chỉ cần lấy cái rẻ lau phát là sạch luôn. Nó là cái da da giả thôi. Nói chung là tầm này thì tầm tiền này thì không thể có đòi được cái da xịn, mà cũng chả cần da xịn. Da này là đỉnh rồi. Đi ở bên trong xem có gì nhé. Đây, mình quay qua cho các bạn xem cái chất liệu của cái bao thì nó lót một cái lớp nỉ. Lót một lớp nỉ, còn cái bên trong này nó là xốp thôi. Xốp kiểu mà khi mà các bạn mua các đồ điện tử về, nó có cái xốp để nó bọc các bạn cái đồ điện tử đấy cho nó đỡ bị va đập ấy. Đấy thì nó chỉ là cái xốp đấy thôi, không có gì cao siêu đâu. Đấy mình nói thẳng là như thế. Không, nhưng mà cái quan trọng là nó bảo vệ được cái chiếc đàn của mình thôi chứ. Nói chung là cái bao này thì nói chung là chinh chiến va đập thì thoải mái. Các bạn nào mà hay phải đi di chuyển đi diễn máy bay các kiểu thì yên tâm. Cứ cho bọn nó, cứ không cần phải mang theo mình đâu mà cứ cho cái bọn nó, cho các anh cửu vạn, anh ấy bốc vác anh ném thoải mái luôn, tại vì mình cũng hay đi diễn máy bay mà, cho ném luôn như thế này ok thoải mái luôn. Đây là những cái phụ kiện được tặng kèm, nó chỉ là cái dây với cả cái lau đàn cho nó sạch thôi, với cả cái nhựa thông ở trong kia rồi. Bây giờ đến âm thanh. Xem qua nhan sắc của cô bé này một tí đúng không? Thì đây, nhan sắc thì vẫn như mọi cái thôi. Đây thì nó là da chăn này, mun hoa nhá, gỗ này gỗ mun hoa. Ở đây có các cái chữ Trung Quốc, mong các bạn nào mà đây mình giữ lại một tí này, các thầy nào mà biết về chữ Hán thì comment xuống phía dưới dịch hộ tớ với nhá, bởi vì tớ không biết tiếng Hán, chỉ có bạn của tớ thì biết thôi. Đây cũng có chữ tiếp này, các thầy có gì dịch dịch hộ em với nhá. Đấy, để em để gần vào các thầy dịch của em ấy. Còn bên này thì nó là các loài họ, các cái hoa văn về hoa huét các kiểu. Đấy, rất là đơn giản và đẹp, không cần phải cầu kỳ đâu. Suy cho cùng quan trọng nhất là cái âm thanh nó phát ra như nào và người kéo như nào thôi, chứ còn mẫu mã thì nó cũng chỉ là một phần. Đấy, giống như kiểu cái câu chuyện mèo lại hoàn mèo ấy, đặt tên là Rời xong cuối cùng là quay đi quẩn lại mèo thì vẫn là hoàn mèo luôn chứ. Đấy nên là mình nghĩ là rằng là nhị thì cứ đàn nhị thì cứ có cái hình dáng nó như thế này là được rồi, không cần phải là đầu ai đầu rồng hay là rồi thì con phượng hay là con gì trên này nó cũng chả giải quyết vấn đề gì cả. Đó, bây giờ mình xin đi test âm thanh của nó. Nó đang thiếu nhựa thông.
Đấy, vừa rồi là mình cũng test qua một chút âm thanh của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn lựa chọn được cái sản phẩm mà như ý. Xin chào các bạn.